Đông trùng hạ thảo Phát triển ở vùng cao nguyên trên 3.500 mét so với mực nước biển Bởi vì giá trị bổ sung rất cao, hàng nghìn năm được thế giới tôn trọng Đặc biệt là nấm đông trùng hạ thảo tươi, vừa mới đào lên từ đất, không bị mất nước Chất hoạt tính được giữ lại với số lượng lớn Cơ thể côn trùng chặt chẽ và đầy đủ, giá trị dinh dưỡng gấp 2 đến 3 lần cam thảo. Lối vào không có mùi cam thảo. Một số chỉ là hương thơm nhẹ nhàng. Bài hát Tây Tạng Nằm ở vùng nội địa của cao nguyên Thanh Hải đến Tây Tạng, độ cao trung bình trên 4.500 mét. Cao nguyên khí hậu lạnh, cung cấp môi trường phát triển phù hợp cho côn trùng. Người Tây Tạng đến đó vào, tháng năm đã cắm trại rời núi. Chuẩn bị đào côn trùng hàng năm. Họ biết, lúc này mới có thể nhìn thấy dấu vết của trùng thảo. Người Tây Tạng với Thái, độ sùng đạo nhất, trên đồng cỏ cao nguyên. Lấy thân thể đo lường mảnh đất, này sinh dưỡng họ. Cao nguyên trôn sâu côn trùng, xuống đất. Đầu có cực ngắn, khiến anh ta đáp lại lời cầu, nguyện của người Tây Tạng để tìm thấy cỏ tiên. Bàn thảo vào đất, trung thảo với đất lòng lẻo, trong tư thế vàng bọc trong đất, trước mặt thế giới. Cho đến khi mặt trời lặn, người Tây Tạng sẽ đứng dậy và kết thúc ngày làm việc. Bên kia công việc của IC mới bắt đầu. Không gian sạch siêu âm không bụi. Trung thảo thu hoạch cần xử lý nhanh chóng. Tám quy trình sàng lọc. Quá trình sắp đa làm sạch. Lựa chọn 1, 10. Đảm bảo mỗi cây cỏ tiên được chọn. Đáp ứng các tiêu chuẩn sàng lọc nghiêm ngặt của công ty để đảm bảo người dùng có thể ăn được côn trùng tươi nhất. Cỏ côn trùng đào ngày hôm đó được đóng gói trong tủ lạnh. Phải được gửi trong vòng 24 giờ. Một bát cháo côn trùng tươi là đủ. Những tiên nắng đầu tiên của buổi sáng là dân thành thị, công thức bí mật để giữ cho ngày của bạn sống. Thời gian rảnh rỗi buổi chiều, trung thảo của gian hàng pha lê độc lập là đồ ăn nhẹ sức khỏe của mọi người. Kết thúc một ngày bận rộn. Một tách trà côn trùng thảo thơm giúp bạn vào sớm hơn. Giấc mơ Chúng ta không thể biết điều đó hơn 1.300 năm trước. Người tiên tây tạm phát hiện sử dụng côn trùng thảo như thế nào. Có lẽ là một nhân vật như thần nông. Để biến loài vật kỳ diệu này. Truyền từ thế gian mà đứng ở người. Kế thừa khái niệm sức khỏe tự nhiên. Cỏ tiên luôn bảo vệ sức khỏe của mọi người. cỏ tiên đang dần trở thành một mốt